Kính thưa quý vị, câu lạc bộ hát sầm Hà Thị Cầu hoạt động tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, được thành lập với phương châm là bảo tồn, phát huy, gìn giữ và lan tỏa tình yêu của mọi thế hệ đến nghệ thuật hát sầm. Quá trình hoạt động của câu lạc bộ đã gặt hái được một số thành công nhất định, thực hành nhiều bài hát sầm cổ, xây dựng và biên đạo các bài hát mới với tinh thần ca ngợi quê hương đất nước, con người, nhằm góp phần vào việc bảo tồn nền nghệ thuật dân gian và truyền thống nước nhà. Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với bài sầm Dạt Nước Cánh Bèo theo điệu Hà Liễu, lời thơ dân gian qua phần trình bày của Nguyễn Thị Mận. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
dần phút ruột tôi đau. Chị và em ơi, đàn bà thương lẫn lấy nhau cùng. Người thôn thì ở